hết cách. Sư huynh à, có người ngồi khóc ở bên kia kìa. Có không vậy? Sư huynh à, chúng ta đi qua bên đó coi huynh ấy có cần gì không. À, tiểu thiếu chủ, cậu bị sao vậy? Tại sao cậu lại ngồi khóc ở đây vậy hả? Không sao đâu, cảm ơn hai vị đã quan tâm. Có khó khăn gì, anh có thể nói cho chúng tôi biết, biết đâu chúng tôi có thể giúp cho anh. Tính không ra số tiền đó, tôi không biết phải làm sao đây. Hả? Tính không ra số tiền gì vậy? Sự việc là như vậy. Gia cảnh tôi nghèo khó, mẹ tôi bệnh nằm liệt giường đã nhiều năm, mắc nợ tiền thuốc rất nhiều. Gần đây chủ nhà định lấy lại căn nhà mà chúng tôi đang thuê để xây sửa. Tôi vốn định đem cầm báo vật gia truyền của cha tôi để lại, ít ra cũng được 100 lượng, kế đến là để lo cho mẹ tôi sau này. Nhưng mà đâu có ngờ tiệm cầm đồ nói cái bình này chỉ đáng giá có 10 lượng à. Mà 10 lượng thì ngay cả trả tiền thuốc cũng không đủ nữa. Vậy thì biết phải làm sao đây? Anh cho tôi mượn bình hoa này xem thử coi. Quan Hỷ à, để định làm cái gì vậy? Ông chủ ơi, xin cho hỏi một chút, cái bình hoa này trị giá bao nhiêu tiền vậy? À, 10 lượng. Nhưng anh ấy còn 100 lượng, anh ấy có việc cần gấp, ông không thể giúp anh ấy sao? Bọn trẻ con các người thật là quá quắt. Ở đây là tiệm cầm đồ chứ không phải viện cứu tế, ta không có cách nào đâu, đi chỗ khác chơi đi. Còn nếu như nói để cậu ấy làm việc ở đây rồi dần dần trả nợ thì sao? Ở đây không có thiếu người học việc, ta hết cách rồi. Còn nếu như có người đồng ý bảo lãnh thì sao thưa ông chủ? À, việc này thì chưa có tiền lệ, ta cũng hết cách. Còn nếu như hai vị tiểu sư phụ à, ta thật sự hết cách rồi, xin mời về cho. Giả nhị à, buôn bán có được không vậy, có lợi hay không? Dạ thôi viên ngoại, sổ sách đây. Còn hai vị tiểu sư phụ này bộ trong chùa không có việc gì làm hay sao vậy? Dư viên ngoại, thì ra tiệm cầm đồ này là của ông hả? Chúng ta được cứu rồi. Chuyện gì mà họ vui mừng dữ vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, chuyện là vậy nè. Các ngươi cho đây là viện cứu tế hả? Bình qua 10 lượng mà đòi 100 lượng. Trên đời này đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy chứ hả? Dương Viên Ngoại à, cậu ấy hiện giờ cần được giúp đỡ, chúng tôi phải tìm cách giúp cậu ấy. Hay, nếu ngay cả Dương Viên Ngoại mà cũng hết cách thì... Hey, các ngươi thì thích gây phiền phức mà. Thôi được rồi, được rồi. Đừng có cho rằng trên đời này có kẻ ăn không ngồi rồi nha. Số tiền này khi trả phải tính cả tiền lời nữa đó. Ta chỉ tìm cách giúp đỡ mấy người để khỏi làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta thôi. Lý Đại Nương cầm một sợi dây chuyền bằng trân châu. Số tiền này là bà ấy chỉ dùng cho việc canh tác, có phải không vậy hả? À dạ phải thôi viên ngoại, đại khái là sau này bà ta sẽ chuộc lại. Vậy bà ta có cần người giúp đỡ không? Dạ không có nghe nói. Ta nghĩ là ngươi còn cần phải tìm một chỗ để ở có đúng không vậy? Cả cháu và mẹ cháu nữa. Phiền phức vậy sao? Còn cái tội thuốc chiên thúy của thầy Dương á thì không được. Ngay cả bản thân hắn còn không có bảo đảm nữa mà. Nè, còn con cóc trấn trong nhà trọ Hồng Môn của ông chủ Trương. Mà nè, nghe nói trong tiệm của hắn thường thiếu người giúp việc, có phải không vậy? À, nhưng nghe nói là không được ở lại, ông ấy rất là khó chịu. Ta định bảo hắn phải dành một phòng cho người giúp việc ở. Phải là như vậy mới đúng chứ. Cho dù hắn quả quyết nhà trọ không có phòng trống đi nữa, nếu hắn không đồng ý thì hắn cũng đừng có để con cóc trấn trong nhà trọ của hắn ở đây nữa. Có đúng như vậy không? Nè, tại sao hôm nay hai con về trễ vậy hả? Thưa sư phụ, hôm nay trên đường chúng con có giúp một người đó. Ồ, vậy à? Thưa sư phụ, không phải là sư phụ đã dạy chỉ cần có lòng thì nhất định sẽ có cách sao? Khi gặp vấn đề thì trước hết đừng vội nói là hết cách rồi. Vì cách là do con người nghĩ ra, đó gọi là cuộc tắc biến, biến tắc thông. Cứ cho là mình hết cách đi, mình cũng có thể thỉnh cầu người khác, có phải không? Thưa sư phụ, con hiểu rồi.
Thank you.